Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, thì tổng số vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là giảm 25% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% so với năm 2019. Trong đó có 2.523 dự án được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 14,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 35% về số dự án và giảm 12,5% về số vốn đăng ký so với năm trước. Có 1.140 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6%.